Thời gian gần đây đã có rất nhiều nàng dâu Việt xa xứ đồng loạt mở kênh YouTuber và trở thành các YouTuber để chia sẻ mọi câu chuyện về cuộc sống và sinh hoạt của mình với mọi người. Trong đó, Quỳnh Trần là một trong những nhân vật nổi cộm nhất khi đạt 1,7 triệu lượt người theo dõi và một cộng đồng fan hùng hậu ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên mới đây, mọi người đã bắt đầu để ý đến một nhân vật nữa cũng có sức ảnh hưởng không kém đối với các chị em phụ nữ Việt, đó chính là Ngọc Quỳnh, hay còn được gọi bằng cái tên quen thuộc Royal Family cuộc sống Mỹ. Đặc biệt ở bên cạnh cô lúc nào cũng có hai nhân vật rất đặc biệt này để hỗ trợ trong quá trình quay clip và vô tình đã trở thành nét riêng cực kỳ thú vị trên kênh của Ngọc Quỳnh. Cô vợ lốc dơ và anh chồng Tây đáng yêu. Tuy chỉ mới bắt đầu hoạt động được hơn 2 năm, nhưng đến nay kênh Royal Family cuộc sống Mỹ của Ngọc Quỳnh đã có hơn 685.000 lượt đăng ký. Tần suất đăng tải lốc của cô cũng rất đều đặn, có khi một ngày lên từ 1-3 lốc. Khác với kênh YouTube của hai nàng dâu Quỳnh Trần và Kiều Tiên sẽ thiên về những clip mớt ban ăn uống thì kênh của Ngọc Quỳnh sẽ có những lốc đang xem về nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như lốc về cuộc sống hàng ngày, những chuyến đi chơi, những món ăn ngon ở Mỹ, v.v. Đây có thể xem là nữ YouTuber đầu tiên về Việt Nam mà có màn chào đón khủng khiếp đến thế. Cái hay của Ngọc Quỳnh chính là ở cách trò chuyện vô cùng đơn giản nhưng lại rất gần gũi, cuốn hút. Cô có thể thao thao bất tuyệt ngồi chia sẻ về những món ăn mình vừa mua hay chia sẻ vài mẫu chuyện về cô con gái của mình với khán giả. Ngoài ra cô còn có anh chồng là người Mỹ giống như bạn diễn đắc lực thường xuyên xuất hiện trong video, khiến mọi khía cạnh của Ngọc Quỳnh đều mang một màu sắc rất riêng, đặc biệt là trong đời sống gia đình, vợ chồng đến từ hai nền văn hóa khác nhau. Đôi lúc Ngọc Quỳnh mua và ăn thử những món đặc sản Việt Nam có mùi vị rất đặc trưng, nhưng anh chồng của cô vẫn sẵn sàng nếm thử cùng vợ dù chúng chẳng hề dễ nuốt một chút nào. Hay gần đây nhất trong chuyến về Việt Nam thăm nhà, cả hai đã thuật lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau ghé quán của nghệ sĩ Trường Giang, ăn phở rồi món heo quay tộc đặc biệt và anh chồng vẫn tò mò bên cạnh bằng mọi giá. Sự khác biệt trong các video của Ngọc Quỳnh chính là người chồng Mỹ đáng yêu, hài hước, luôn hỗ trợ vợ làm mọi điều mà cô ấy muốn. Em bé chay chay của cô chú. Một nhân vật luôn xuất hiện cùng Ngọc Quỳnh trong hầu hết tất cả các video và luôn là người thu hút mọi ánh nhìn và sự chú ý nhiều nhất của cộng đồng mạng, đó chính là cô bé chay chay da đen khi mang hai dòng máu, trông cực kỳ đáng yêu và kháo khỉnh. Bé chay chay của mẹ Ngọc Quỳnh. Cô bé với tình yêu vô tận với tất tần tật các món ăn liên quan đến chia sẻ và tất nhiên là cũng rất nhiệt tình trong việc phát phách ở các lốc của mẹ mình. Không những thế, nếu là một subscriber chính hiệu của Royal Family thì chắc chắn rằng bạn cũng sẽ biết cô gái 2 tuổi bé nhỏ xinh xắn này có riêng cho mình một kênh YouTube riêng với hơn 110.000 lượt đăng ký. Mang trở về Việt Nam náo loạn cả phố đi bộ. Hàng trăm người dây quanh Ngọc Quỳnh và gia đình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Được biết vào đầu tháng 11 vừa rồi, Ngọc Quỳnh và gia đình nhỏ của mình đã có chuyến về Việt Nam thăm nhà. Và để đáp trả lại tình cảm của tất cả mọi người trên mạng và YouTuber đã theo dõi mình suốt nhiều năm qua, cô đã tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuy nhiên số người tham dự đã vượt ngoài dự kiến của Ngọc Quỳnh khi lên tới hàng trăm người đến từ khắp mọi nơi Bình Dương, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè. Từ 3 giờ chiều chờ đến 7 giờ 30 tối để được gặp nữ lốc dơ khiến buổi gặp mặt trở nên khó khăn và kết thúc rất nhanh sau đó tại công viên Tao Đàn. Mang trở về như siêu sao của Ngọc Quỳnh và gia đình khiến ngay bản thân cô cũng phải sốc sau đó. Đây có thể xem là nữ YouTuber đầu tiên về Việt Nam mà có màn chào đón khủng khiếp đến thế.